có một số bạn hỏi mình là tiến bám lưng, lùi bám bụng là như thế nào hả thầy? Thì sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn là lưng là như nào và bụng là như nào. Câu nói này cực kỳ khó hiểu cho những anh em mới lái xe. Nó sẽ không áp dụng trên đường thẳng, chỉ áp dụng trên đường hẹp hoặc là lùi xe. Phần lưng ở đây sẽ thay đổi theo hướng mà mình lấy lái, trái hay phải. Đi thẳng mà mình rẽ trái thì lưng của nó sẽ ở bên tay phải. Còn đối với đi thẳng mà rẽ phải thì lưng của nó sẽ là bên tay trái. Anh em nào hiểu rồi thì thấy nó rất là dễ, còn ai mà chưa hiểu thì thôi bỏ qua. Lái mãi thì nó cũng sẽ quen, thì các bạn sẽ ngẫm ra.